Rồi, hello đại gia đình nha. Khi mà làm đẹp xong á thì bây giờ đi ăn nha mọi người. Đó. Long và Ly và mọi người đang đi ăn quán chè Hà Ký nha. Taiwan là này là của Đài Loan nha. Chè đậm quá. Hai đứa này đi ra ngoài sến súa quá nha. Đó, được chồng làm tóc rồi, bữa nay ra đường thấy mặt thứ hai rồi. Đó, giờ trong mình kiếm gì mình ăn nha. Cái này là ăn chè nha cô chú anh chị. Đó. Sau khi mà làm tóc cho bà ngoại với bé Ly xong thì anh Tuấn cùng với mọi người đi ăn chè. Chắc hai ngày nữa mới bằng. Mới có 10 ngày. Mình nói tại vì cái giờ nó chưa cập nhật kịp cho nên là chưa có bật được. Đó. Tóc bà ngoại bữa nay đẹp xuất sắc luôn. Trời, coi bác ngồi bác cái tay bác giờ thấy ghét không? Giờ quay kỹ lại nè. Này bánh tầm bì hả? Rồi cho đây một dĩa luôn với bì cuốn luôn. Dạ, với ly chè. Tới đây mà nó ăn được. Ủa, anh Long với bé Ly bữa nay ăn gì ta? Ăn bánh tầm bì chay. Ở đây có bánh để kêu cho bà ngoại ăn cái gì, bánh ướt đi. Bánh ướt mặn. Cho bà ngoại với bé Ly ăn bánh ướt đi. Bà Linh với anh ăn bánh tầm bì, hay là cô Linh ăn bánh ướt? À, đổi lại cho em bánh ướt mặn đi nha, khỏi làm chai nha. Cũng rất là đậm nha. Hôm nay con ra đẹp gái, hôm nay con ta hạnh phúc. Tối nay về nhớ thưởng cho chồng nha không? Hai bà phụ. Bánh của em thì bánh ướt mặn. Bao nhiêu?
thêm ba bánh nước mặn. Thầy cũng cộng cộng hai một chia ra cách xe á, những cách xe đúng MV của Hồ Dung á, bù vô thêm mới đủ một sự gì đó, tại vì giờ giờ 24 cho nên là nó rất là như sẽ chịu sáu triệu chờ sáu triệu mấy. Ba dễ thôi ba. Ai gọi vậy? Ai bắt đầu theo? Chạy xuống đó, không hiểu không? Anh đứng ở trên đó là thế hai hả? Thế hai mà lên đời. Đó, sau khi chờ đợi nãy giờ bánh đồ đem ra đủ rồi nha cô chú chị. Đây là bánh ướt mặn của bạn mặn cái ly, còn của Nam là bánh ướt chay đó. Ghê quá, tưởng tượng liền. Đây là bì bì gì đây? Bì chay, bì chay, bì chay. Ai uống được, được uống. Này uống được. Đâu mà nước mắm rồi. Cái này là nước uống, rồi uống thử này nước mắm đó. Trời ơi, cha ơi, cậu ơi. Ăn cái bánh tập bì cái gì bự quá, thì bự còn lấy nước tốt nữa không? Đi mời nước tốt. Chơi. Thêm nước tốt nữa. Thêm nước tốt nữa. Thêm nước tốt nữa. Anh thấy gì mà anh vui đâu. Chè bà nè bà cũ rồi. Là cái trong đây có gì mè đen. Em ơi hết cánh trống rồi em ơi. Cái luồng ngắn sao cũng thấy luồng biển thôi, còn nữa cái gì thôi. Cá trời nữa cá cũng thấy rồi. Nó chơi cái món này là món món mặn chứ không phải món dài nha. Em ớt nha. Mắm này vừa ăn à? Ôi, bắt đầu mày cũng bận đi với chè gì đó. Chị bà phủ. Chị bà phủ gì đó. Em không biết nữa, nhưng mà chè này là chè mè đen á. Bà kêu vô mùa mai chắc là kêu là chè bà phủ gì đó. Hai bà cháu đó nha, hai bà cháu đi. Đúc ly cái này, đúc ly cái này. Đúc ly là cái anh. Mời mọi người ăn món chay món mặn nha, có đầy đủ chưa? Có nước có chè luôn. Và Nam xin kết thúc video nha cô chú chị ơi, thấy video hay và ý nghĩa và theo cái cuộc sống bình dân á. Mọi người nhớ cho một lượt đăng ký và một lượt like nha. Xin chân thành cảm ơn.